trên hành trình trưởng thành của mỗi người, mọi cuộc gặp gỡ đều trở nên có ý nghĩa. Dù bạn là ai, ở vị trí nào, ở độ tuổi nào, cũng vẫn miệt mài cống hiến vì sự phát triển bền vững của WeGo. Nhìn lại chặng đường 4 năm qua, chúng ta đã bên nhau tạo nên một cộng đồng đoàn kết. Hơn cả hai chữ đồng nghiệp, chúng ta còn là bạn bè, là gia đình, luôn tràn ngập niềm vui, những lời động viên sẻ chia và cả những giọt mồ hôi nỗ lực. WeGo vững mạnh và phát triển như ngày hôm nay là nhờ chính các bạn, những con người luôn tận tâm, luôn hết mình cống hiến, không ngừng phát triển bản thân, tích cực, trách nhiệm và kỷ luật. Cảm ơn vì đã cùng nhau vượt qua những năm tháng khó khăn, thách thức để gặt hái những thành công đầy tự hào. Cảm ơn vì đã bên nhau tạo nên một tập thể WeGo yêu thương và gắn bó. Và WeGo mong rằng với chặng đường 4 năm mà chúng ta đã trải qua, bằng tất cả sự tin tưởng và gắn kết, chúng ta, những con người WeGo sẽ tiếp tục cùng nhau vững vàng và đưa WeGo ngày càng vươn xa hơn nữa. WeGo tự hào vì có các bạn.